Thưa quý vị và các bạn, hăng say và luôn học hỏi, tìm tòi trong công việc. 15 năm làm việc, anh Phạm Thế Hiệu, Phó Tổng trưởng ca phòng cán thép Công ty Cổ phần Thép Việt Ý, khu công nghiệp Phố Đôi A đã có hơn 10 sáng kiến làm lợi hàng tỷ đồng cho doanh nghiệp. Từ kinh nghiệm và thực tế sản xuất, anh Hiệu luôn là người chủ động theo sát các chuyên gia nước ngoài và tìm cách cải tiến máy móc để giảm sức lao động của công nhân, tăng năng suất cho doanh nghiệp. Trong 10 năm qua, anh Hiệu đã có nhiều giải pháp sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đánh giá cao. Tiêu biểu như sáng kiến thiết kế nắp chụp bảo ôn phôi trước khi ăn vào giá cán, sáng kiến gia công chế tạo hộp nước chảy tràn lò sinh khí, sáng kiến gia công khay nước giá đỡ đế ghi đáy lò. Không chỉ hăng say cho công việc chuyên môn, anh cũng luôn dành thời gian để trao đổi truyền đạt kiến thức kinh nghiệm cho công nhân mới hoặc công nhân luân chuyển cương vị để những người mới nắm bắt nhanh công việc, hạn chế mắc sai sót. Anh Hiệu là một cán bộ đã giúp chúng tôi rất nhiều trong công tác quản lý và hạn chế đến mức tối thiểu các nguy cơ gây mất an toàn trong lao động. Với nhiều đóng góp và cống hiến trong công việc, anh Phạm Thế Hiệu đã nhiều lần được khen thưởng, biểu dương như Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh năm 2018, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Vừa qua, anh vinh dự là một trong 11 cá nhân điển hình của cả nước được vinh danh tại chương trình Vinh Quang Việt Nam năm 2019.